Chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh của Quỳnh. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau thực hiện một bài viết về Speaking Task 1, chủ đề là Street Market. Thì Quỳnh có một cái tip để học Speaking, đó là Quỳnh sẽ lên trên Google để tìm những cái bài viết mẫu có band 8 hoặc 9 chấm và viết lại vào tập. Vì khi viết thì Quỳnh cảm thấy là mình sẽ nhớ và nắm được cái ý hơn. Sau đó chúng ta sẽ highlight những cái cụm từ người ta sử dụng để đạt được cái band cao hơn, và mình sẽ học thuộc từ đó vận dụng vào trong các bài viết của mình. Nếu các bạn thích thì hãy cùng áp dụng theo cách và mẫu của Quỳnh đã để sẵn trên YouTube nhé. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu thôi. Let's get started. Và các bạn biết không, thật ra thì ai trong chúng ta cũng sẽ có những nỗi sợ khác nhau. Quỳnh cũng vậy, Quỳnh rất sợ việc học tiếng Anh. Mặc dù Quỳnh đã từng thi IELTS, nhưng chỉ cần bỏ qua vài tháng là lập tức đầu óc lại trống rỗng. Chính vì thế, Quỳnh luôn cố gắng luyện, ôm và viết cứ như vậy để duy trì được sự học tiếng Anh của bản thân mình. Nếu các bạn cũng có nỗi sợ giống như Quỳnh, thì hãy cùng nhau chúng ta hãy cố gắng học tập không ngừng và biến nỗi sợ ấy trở thành động lực nhé. Tiếng Anh chẳng đáng sợ, IELTS lại càng không. Hãy tạo những hình vẽ đáng yêu, dễ thương để tạo ra động lực cho mình trong việc học. Tạm biệt các bạn, cảm ơn các bạn đã cùng xem clip của mình đến những giây phút cuối cùng. Nếu các bạn có bất cứ thắc mắc hay mong muốn được đáp giải đáp nào thì hãy comment vào bên dưới, Quỳnh sẽ luôn giải đáp và ở bên các bạn. Tạm biệt và hẹn gặp lại.